chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Đình Toàn và Lê. Rồi, thấy không? Thấy không? Lại đi trễ nữa rồi, không biết có chuyện gì không nữa. Trong khi chờ Lê Khánh thì Đình Toàn nhắc lại chương trình của chúng ta quý vị nhé. Chương trình Danh Hài Đất Việt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và thưa quý vị. Lê Khánh xin chào quý vị khán giả của chương trình Danh Hài Đất Việt. Lê Khánh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Ồ, em chào anh Đình Toàn. Thím Hai, lên đây. Cẩn thận coi chuyện té à. Té rồi. Lê Khánh, chào mừng em đã đến. Em xin chào anh Đình Toàn. Hôm nay Quay giọng anh coi. Quay lại lần nữa. Ủa em đi mình không mà đâu có máy móc gì trong người, sao tiếng nó lạ vậy? Mô, em có máy mô. Không, anh hỏi cái máy phát ra tiếng chứ không phải máy mô. Mô, em mô có máy. Không, cái máy phát ra tiếng nói á. Mô, máy không có nói. Ai nói? Em nói. Em nói nãy giờ đó hả Khánh? Em nói nãy giờ, mệt muốn chết. Trời hay quá, nhưng mà anh có một mong ước nhỏ nhoi thôi. Chuyện chí? Em nói bình thường được không, nói vậy khó chịu lắm á. Ủa khó chịu lắm hả anh? Ủa anh dễ chịu lại chưa? Dễ chịu liền, thấy chưa? Ủa không, vậy đó hả? Công nhận không quý vị đó. Nói bình thường đi. Biết tại sao không? Em phải nói giọng này để em đi mừng công chuyện nên em tới trễ đó chứ. Ủa em đi mừng công chuyện gì mà cứ tới trễ hoài vậy nè? Tới trễ hoài là thế nào cũng bị đuổi việc. Đi mừng công chuyện hèn chi hôm nay chọn bộ đồ phong cách lạ quá nha. Phong cách rất là chợ An Đông. Áo dài mua chợ An Đông phải không? Phải này, chợ Tân Bình. Rồi đi làm gì à, cô giáo trường làng hả? Em có công chuyện. Nói bình thường. Em có chuyện làm sơ cua cho nên là em phải mặc trang phục này nè. Cái gì mình tập trung vô một cái thôi, làm sơ cua là làm cái gì? Thì anh đoán thử coi. Áo màu hồng phải không? Lên đồng. Vô duyên. Tự nhiên áo màu hồng cái lên đồng. Rồi áo màu vàng làm gì? Lên đàn. Áo màu vàng cái bán vàng à? Không dám đâu hả? Trời ơi. Không phải đâu, đoán lại đi. Cô giáo. Không phải luôn. Giám thị. Thôi khỏi đi, khỏi đoán đi. Bây giờ anh muốn biết nghề nghiệp của em không? Vậy thì Lê Khánh xin mời anh Đình Toàn cũng như là quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm Tuyển Ô Xin với sự góp mặt của các nghệ sĩ Chí Tài, Cát Phượng, Ngọc Lan, Lâm Vĩ Dạ và ai? Và còn ai nữa nè? Còn ai nữa nè? Em dở rồi. Với Lê Khánh là em nè. Bài thơ làm vừa xong. Ta dìm hồn mình trong thao nước giặt đồ. Ta nuốt đắng cay qua từng nhát chổi. Ta muốn vươn lên giữa bộn bề son chảo. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Sao mà đọc cái câu nào là nó có cái minh họa luôn là sao? Đổ máu luôn rồi. Em chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tất bật công việc ở công ty, về chưa kịp thay đồ, không kịp ăn uống. Em phải vùi đầu vô ba cái đồ này vậy hả? Còn anh ngồi anh đọc thơ được hả anh? Làm chồng kiểu gì kỳ cục vậy? Ủa, em làm cái gì mà em phải cằn nhằn? Chuyện là chuyện của em làm, còn anh có chuyện làm của anh. Hả? Anh làm cái gì? Anh làm thơ. Em nhức đầu quá anh ơi. Thời buổi bây giờ á, vợ chồng là phải công bằng đúng không? Chồng phải tiếp vợ người ta. Thí dụ em nấu cơm thì anh rửa chén, em giặt đồ á thì anh quét nhà. Lúc trước á, ở căn nhà chung cư có 100m² thôi à, nó đỡ cho em biết chừng nào. Bây giờ là về nhà này rộng quá trời rộng mà. Trời ơi, lao cái căn nhà này thôi là mất nửa ngày rồi. Hả? Trời ơi, gì vậy? Cái gì? Chạy máu rồi. Bà quăng kiểu đó mà máu không chạy cũng uổng. Quăng cái gì mà không có né tôi gì hết trơn, quăng cái bạch vô cái. Em xin lỗi anh, tại vì em giận quá, em quăng ra trúng anh nè. Trời ơi. Thôi kệ đó đi. Bà nói cho em nghe, không có việc gì mà em phải cằn nhằn hết trơn.
em thấy buồn chứ anh, vợ chồng mà cái gì hai vợ chồng cùng làm không, vợ chồng cùng đồng vợ đồng chồng thác biển đông cũng cạn, ăn cơm thì cùng ăn đó, ở chồng hả 10 cái chén 8 cái dĩa 6 đôi đũa, nồi đũa chén không là sặc máu rồi. Ủa hai vợ chồng mà sao ăn nhiều dữ vậy? Em làm như anh đang phụ em vậy đó, ngày là anh cũng phụ em làm việc, em không quên nè hả? Anh phụ em được gì đâu, phụ dọn cái bàn của anh làm việc, phụ xếp đồ của anh, phụ dọn dẹp và là giữ cái đồ lặt vặt ở trong nhà, ở trong phòng của anh. Ủa sao anh dọn cái gì cũng của anh hết trơn vậy, không có gì của em hết trơn vậy? Ủa chứ em đòi hỏi anh gì nữa? Ví dụ quét cái nhà là nhà chung, sao anh không quét? Chuyện là chuyện của phụ nữ. Thôi nói chung anh cái gì anh cũng nói kiểu đó thì thôi, ly dị. Cái gì? Cái gì vậy em? Chuyện này đâu có gì đâu mà phải lớn lao mà phải ly dị. Ly dị đi. Nè nghe anh nói, nghe anh nói. Chưa có con mà ly dị dễ lắm. Thôi, mình có cách giải quyết hết á. Bây giờ á, nếu mà em bận rộn quá, em không lo được việc nhà, làm không xuể đó, thì mình có thể mướn ô xin. Hả? Ờ. Mướn ô xin hả? Ờ. Quá dễ vậy. Ờ, hả, người ta sẽ phụ mình. Em không nghĩ ra chuyện này ta. Ờ, đâu có gì đâu phải ly dị. Được á. Đúng không? Nhưng mà em có điều kiện nha. Rồi, điều kiện gì? Anh thuê ô xin á, là người đó không được cao hơn em, không được mập hơn em, được không được nói nhiều hơn em, à không được hung dữ hơn em, à điều đặc biệt là không được xấu hơn em. Cái gì kỳ vậy? Không được đẹp hơn em. Trời đất ơi, em mướn ô xin thôi mà anh tưởng tượng như em đi mướn người tiền sử về nhà. Cái người lại, nào mà lạ lùng vậy? Nói tóm lại là người ô xin này là vừa già vừa xấu mà vừa mập rồi lé hô móm này kia là được hết á. Trời ơi, vợ tôi, em mướn người vậy là sao mà anh mướn được? Chứ anh muốn mướn đẹp hả? Ô xin muốn mướn đẹp hả? Em thì đi làm suốt ngày ở nhà anh làm cái gì? Thôi được rồi. Mà nè, em đi làm suốt rồi nha, em không có ở nhà đâu đó. Thuê ô xin, anh ở nhà, anh giải quyết, anh lo cái chuyện này cho em. Thôi rồi, đi tuyển ô xin thì cũng giao cho anh là sao? Bộ nó dốt tiếng Anh, nó kêu tiếng Anh không ra mở cửa vậy trời. Có ai ở nhà không? À, dạ có. Trời ơi, nó dốt thiệt rồi. Mở cửa lẹ đi cưng ơi. Dạ. Dạ, xin lỗi bà. Bà tới đây kiếm ai vậy? Trời ơi, cái tướng này mà kêu bằng bà là tôi giận đó nha. Cô chứ kêu bằng cái gì bà? Kêu bằng chế đi cho nó trả. Ồ, dạ, dạ chế. Thế thì chế vô đây kiếm ai vậy? À, chế có đọc ở trên Facebook đó cưng, là hình như là trong cái ngôi nhà này là có chơi cần người giúp việc phải không? À dạ đúng rồi. Vậy nói đây là chế tới đây để xin việc cho con hay là cho cháu của chế? Không, nguyên dòng họ chế chết hết rồi, không ai sống dai bằng chế đâu. Ôi trời ơi. Cho nên là chế xin cho chế đó. Vậy thì ngại quá, chắc không được rồi chế ơi. Ở sao vậy? Tại vì công việc nhà này làm là nặng nhọc lắm, không có nhẹ nhàng. Tuổi chế sợ không có hạp. Không có đâu, không có đâu, đừng bao giờ coi thường cái thân hình này nha. Nhìn già già vậy chứ còn sung sức lắm đó. Làm được hết luôn, không tin đúng không? Chế dù tanh quá, làm gì có chuyện đó. Thiệt, không tin là bây giờ là chế sẽ chứng minh cho em tin luôn. Hey! Trời ơi, chế. Trời ơi, chế nặng quá vậy chế. Xương nặng dữ vậy. Trời đất ơi, té một cái muốn liệm luôn à. Trời ơi. Thôi, bướm bà đứng dậy đi. Trời ơi, khổ quá. Không, nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm, nhận đi nha. Thôi, không được chế ơi. Được không? Chăn heo, chăn gà, chăn bò gì được hết luôn á. Thôi được rồi, thôi bây giờ về. À, xin lỗi chế. Chế chịu khó đi về đi. Rồi có gì sang năm á
Nếu mà cần thì sẽ gọi chế tới. Mày có bị điên không mày? Năm nay tao 79 rồi, mày không muốn, mày đợi sang năm chắc gì tao còn sống. Mày điên hả? Bây giờ có muốn không? Dạ, dạ, dạ xin lỗi chế, dạ không. Ủa trên các bản thông báo là đâu có quy định tuổi tác đâu. Dạ, đó là cái lỗi của vợ của con, à, không có đề rõ ràng. Trời ơi, sao mà ác với tôi quá vậy? Mày mốt mà có, mày còn cường mướn người làm là làm ơn là ghi rõ ràng cho người ta đọc, người ta biết. Có biết là quê của chế là ở dưới Cà Mau, chế phải đi xe đạp. Đó, chế đi xe đạp ra cái bến xe đò. Đó, mà chế đi gửi xe đạp trên xe đò để đi lên Sài Gòn xin việc làm. Có biết khổ lắm không? Dạ, dạ, dạ biết. Bây giờ là không mướn đúng không? Dạ, dạ. Xin lỗi chế. Là đuổi về đúng không? Dạ không phải mời thôi chứ không có đuổi à. Mời về đúng không? Dạ. Nhớ nha. Tôi về tôi delete Facebook luôn đó. Trời đất ơi. Ác quá mà. Trời ơi. Cái gì đâu mà ô xin gì mà lạ lùng. Lớn tuổi rồi mà sao cứ nước nha chứ nhảnh. Xin kính chào ban giám khảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Năm nay em 24 tuổi. Chiều cao 1m85 trừ 2 tấc còn 1m65. Cân nặng 50kg. Số đo 3 dòng 90, 60, 30. Cái gì kỳ vậy? Sao giống cái quặng vậy? Ủa? Ê, cái... cô vô đây cô làm cái gì vậy? Xin việc làm. Ờ, vậy hả? Vậy mà cô ngồi. Đúng rồi đó, đứng từ hồi nãy giờ mỏi chân. Để lắm mới ngồi đó nha. Dạ, dạ, dạ. Mời cô ngồi. À... hỏi đi. Thời gian của em là vàng là bạc. 1 giờ là 45 đô. Tranh thủ nhanh. Ủa làm cái gì mà một giờ tới 45 đô lần cô? Ở đờ. Ở đờ gì mắc dữ vậy cô? Bên Malaysia người ta trả như vậy đó. Ở đâu? Malaysia. Ở đâu mà lớn? Mã Lai đó. À Mã Lai dạ. Ủa? À, nếu mà cô làm tiền cao như vậy thì sao không ở bển làm mà về đây chi? Mắc quá người ta không có mướn. À bây giờ vậy. Vậy nếu mà làm việc ở đây á, thì tôi chỉ trả được 45 đô một tháng, cô có chịu làm không? Không có cách nào cũng làm. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi nghĩ sao vậy? Tôi vậy mà tôi đi làm ở đợ tôi lấy tiền hả? Ủa? Xin lỗi đây không có cần tiền. Vậy cô làm cái gì nè? Tới đây để lấy kinh nghiệm thôi. Ủa? Làm lấy kinh nghiệm? Lấy kinh nghiệm bởi vì đang chuẩn bị casting cho một cái bộ phim sắp tới. Tôi là diễn viên mà. Ồ, diễn viên? Ừ. Mà xin lỗi cô nha. Sao cô nói cô là diễn viên mà tôi coi phim biết bao nhiêu bộ phim, tôi chưa thấy gương mặt của cô. Làm sao mà thấy được? Sao vậy? Diễn viên lồng tiếng. Cô lồng tiếng phim gì nè? Lồng tiếng phim hoạt hình mà. Trời ơi. Vậy là đường hình cũng không có mà đường tiếng cũng tắt luôn hả? Bây giờ sao? Có mướn không? Bởi vì cần kinh nghiệm để chuẩn bị cho một vai diễn mới trong một bộ phim mới. Đó là phim Ngôi Nhà Hoang Trên Thảo Nguyên. À cô đóng cái vai gì ở trong? Con ở trong ngôi nhà hoang. Chà phim hấp dẫn quá ha. Con ở cho con ma đó. Vậy thôi xin lỗi cô.
với một cái nghề của cô vậy thì chắc tôi không đủ khả năng để mà mướn cô làm ô xin ở nhà này được. Trời ơi, nói gãy họng không mướn, giỡn mặt hả? Thời gian của người ta là vàng là bạc. Ở Malaysia người ta trả 45 đô một giờ, tôi không thèm làm. Qua đây ngồi nói một tiếng đồng hồ rồi đuổi về. Dạ. Bây giờ đuổi phải không? Dạ không phải, mời về thôi dạ. Mời thì về, nể lắm mới về đó. Chào tạm biệt nha. Trời đất ơi, cái gì kỳ cục vậy trời? Bà già tuổi tiên rồi bây giờ có cô người mẫu rồi vô đây diễn viên rồi. Trời nhức đầu quá. Giao tôi cái công việc này thiệt, cái bà xã này thiệt. Ôi, làm thơ cho nó đỡ buồn coi. Ngồi buồn há miệng ra xem, đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi. Có người trẻ trẻ. Cháu rót ra. Trà nguội quá. Dạ. Để lát tôi sẽ thay nước khác dạ. À, hồi nãy cái câu thơ đó là của tối. Hay quá. Cảm ơn. Lâu lắm rồi mới có một người mà gọi là đối thơ với tôi. Chào. À xin lỗi cô, đây là đến đây mong việc. Xin việc làm à? Đúng rồi. Cô tên gì? Nga. Nga. Hằng Nga. Hèn gì trên đầu có cái bông. Không liên quan. Dạ. Cô thấy cái thơ tôi nãy có được không? Hay quá anh ơi. Chưa báo trừ mà tôi nghe một loài thơ nào mà hay mà nọ đi xấu với lòng người như rửa. Trời đất ơi, chỉ có cô biết thưởng thức cái thơ của tôi. Dạ. Chứ bà nhà tôi là không có cái trình độ mà biết được cái thơ của tôi. Dạ đúng rồi, những thí sĩ, những thiên tài không báo chư mà được vợ công nhận đâu, tội nghiệp lắm. Nếu mà cô biết thưởng thức thơ, để tôi tặng cho cô coi một cái tập thơ của tôi. Trong đây nó có một cái bài tôi thích nhất, đó là Kiss Me. Kiss Me? Dạ, mời cô xem thử. Kiss Me? Em đưa anh dậy hiệu Kiss Me, để lâu nước mắt, Kiss Me. Em làm lòng anh đã đau lại càng đau, Kiss Me. Kiss Me hôn tôi để rồi thành lý biệt, Kiss Me. Nước mắt này anh nhỏ xuống vì ai, Kiss Me. Ôi chúa cha mà ơi. Sao? Tại sao cô khóc? Anh quảng cáo cho khăn giấy hiệu Kiss Me. Tôi làm việc nhà, tôi thấy cái hộp giấy Kiss Me, tôi có cái cảm hứng làm bài thơ chứ không phải quảng cáo. Anh ơi, anh làm thơ sẽ nát tim em. Bài thơ hay quá anh ơi. Cô mới nói cái gì? Anh sẽ nát tim em. Răng mà anh cười vào mặt em. Tôi đâu có cười, tôi đang khóc. Răng anh khóc. Tại vì lần đầu tiên mới có một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy biết thưởng thức và khen thơ của tôi. Đứa con của anh thật là đẹp, thật là lồng lầy. Anh có thể cho em một đứa con không? Không được. Con là máu là thịt của anh, làm sao cho em được? Rắn mà anh không cho em đứa con được. Anh là một thiên tài mà không cho em con mừng rắn mà chịu được. Với sức khỏe của anh đi thì
anh sản sinh ra biết bao nhiêu đứa con khác, anh cho em đứa con này đi. Thôi được. Nếu em thưởng thức, anh sẵn sàng cho con. Ôi chúa chúa má ơi, anh cho. Cái gì vậy? Ủa, em về hồi nào vậy? Trong mặt qua. Ai rửa? Dạ đây là cả ngày tôi ở vợ của anh. Cả ngày tôi ở công ty, tôi đầu tắt mặt tối. Bây giờ anh tằng tiệu với cái con miền Trung này phải không? Cái gì? Bao lâu rồi? Ai rửa? Anh mới gặp cô này mà. Mới gặp mà tại sao mà có vụ con cái gì ở đây? Ai rửa? Vợ đúng không? Vợ. Ủa chúa cho mà ơi, thằng lằn mà đéo cột đình, đéo lên đéo xuống, thân hình còn xương. Trời ơi, em làm cái gì vậy em? Trời ơi, nó nói từ cột đình, ai là thằng lằn? Dĩ nhiên đấy là thằng lằn, đấy là cột đình rồi. Ổn nhóm, ổn nhắc là thằng lằn là đúng rồi. Cái này mà thằng lằn cái gì? Đúng rồi, tội quá. Đây, cái mắt của cô có thẩm mỹ không? Cái tướng này mà tướng thằng lằn, tướng này là tướng cột đình hả? Đúng cột rồi. Đình là đây nè, còn đây là tắc kè, là cá sấu gì đó. Ở đó mà thằng lằn. Giờ sao nói em nghe coi, bao lâu rồi? Em dễ lắm anh, em rất là dễ. Bây giờ anh chưa có con, em biết. Chính vì vậy mà anh cặp với cô này. Bây giờ có con, giấu đứa con ở đâu rồi. Bây giờ cô này lại xin em về phải không? Em nói cái gì vậy, anh mới gặp cổ lần đầu mà. Đúng rồi, chúng tôi chưa có con với nhau. Chúng tôi đang chuẩn bị giao. Giao luôn kìa. Giao cái gì? Giao phối phải không? Cái gì vậy? Ủa mà chuẩn bị giao phối rồi mà sao có con? Em nói năng gì kỳ cục vậy Dân? Có, hai người nói em mới là suy luận từ cái lời hai người nói thôi. Giao tiếp, chúng tôi chuẩn bị giao tiếp với nhau là chị kê. Chúng tôi mô có làm gì rắn, chúng tôi là chị cho nhau đứa con thôi. Đúng rồi. Hai người làm tôi rối quá. Rối cái gì mà rối? Bây giờ em... tại sao? Con... Giao tiếp mà có con. Bây giờ em hỏi là đứa con giao tiếp là ở đâu? Trời đất ơi. Ở đây, đứa con đấy. Là đây. Thơ tuyệt tập thơ. Là thơ của anh. Đứa con tinh thần của anh. Anh thái nghẹn biết bao nhiêu năm trời mới có được đứa con ní. Ủa, con thơ là thơ con chứ không phải là con trẻ hả? Không phải là con nít mà là tuyệt tập thơ. Trời, ba cái thơ vớ vẩn như vậy là cũng là con hả? Rắn mà vớ vẩn. Chồng mình là một nhà thơ tài ba, rắn mà vớ vẩn. Mày có tin tôi giá một cái là coi như răng lưỡi mà nó dùng cục không? Mày có hiểu cái từ răng lưỡi mà nó dùng cục là mệt lắm à? Là mày lên tiếng với tôi vậy? Em bực sụp quả, xui cho anh quả đi. Một nhà thơ tài bá mà không được vợ công nhận, ly dị đi em lấy anh cho. Em ơi em bình tĩnh đi. Em làm cái gì vậy? Không được sám với chồng tôi. Trời ơi là trời. Thấy ôi cô... những người làm thơ không lẽ bị thần kinh hết sao ta? Không, cái nhà. Rắn cái thần kinh lúc nào cũng sống ở trên trời. Còn đây nè, ăn mặc cái gì quá đây. Cái gì vậy? Ăn qua đây. Trời ơi, bông hoa. Hoa hòe quá. Em là bây một giờ, nhà thơ tương lai. Bây giờ có thể cho tôi hỏi cô là ai? Ủa, em là ô xin tương lai của nhà chị ní. Nói chuyện qua điện thoại không nhớ rắn. Em đi. Ồ, thì ra là cũng xin tới làm ô xin nhà mình. Phong vẫn em làm cái gì? Mà quên. Không, mời cô, mời em ngồi. Ủa, xin đó hả? Cảm ơn anh. Ủa, bàn tay này, chỗ bàn tay đẹp quá đi. Cảm ơn em. Ôi dạ. Cái gì vậy? Anh ngồi đi, trời ơi, anh đừng có để cho em nổi. Anh lịch sự, anh mời người ta ngồi với em làm cái gì? Cô ngồi đi, ngồi đi. Cô ngồi đi. Anh quán ngồi với em cho vui. Bé đây này. Trăng tròn quá vậy, có tôi ở đây á. Nè, uống đi. Trà nguội quá không uống. Dạ mẹ, con rót cho mẹ ly trà nóng nha. Cảm ơn con, thôi mẹ ngán trà rồi. Ôi em ơi, em ngồi xuống đi. Em hỏi cái việc chánh nhà, cái vụ mà mướn làm bộ xin đi. Không mặt quá, rối loạn tiền đình luôn. Thôi bây giờ hỏi nha, vậy để chồng tôi mới hỏi á. Cô tên gì? Tên Hằng Nga. Hằng Nga em. Chà, Hằng Nga. Đẹp chứ em. Hằng Nga mà nhìn mặt tôi giống chủ cùi quá à. Rồi thôi Hằng Nga. Trời ơi. Rắn. Chuyện chiếc. Năm nay nhiêu tuổi? 27 không? No. Hay là 72? No. 15 tuổi rồi. Chắc uống sữa voi hả? 15 tuổi rồi, cách đây 15 năm. 30 tuổi rồi. 30 tuổi rưỡi rồi em. Rồi nào giờ làm ở đâu rồi? 2 năm kinh nghiệm trong nghề.
2 năm 3 đời chồng. Cái gì vậy? 2 năm 3 đời chủ. Trời ơi, 2 năm mà 3 đời chủ hả? Hiểu rồi ha, cái kiểu này làm việc không được người ta mới đuổi đó. Không hề, tôi từ suy nghĩ không ai dám đuổi tôi hết. Ủa sao nhưng vậy? Mà lý do gì phải nghỉ? Đời chủ thứ nhất, hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau, từng lý từng tỉ một. Họ một chút là nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, tâm tình với nhau, hôn hít nhau trước mặt tôi. Tôi bực bội, tôi bị bách, không ai nói chuyện với tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thơ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Cái gì kỳ vậy? Đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai, hai vợ chồng ghét nhau, lúc nào cũng gáy lộn, chửi lộn trước mặt tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thơ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Trời ơi, ở đợ mà như bà cứu nội người ta vậy trời. Đời chủ thứ ba, không ai nói chuyện với ai, không khí lúc nào cũng im lặng, trầm mặc, tôi bực quá, tôi nghỉ. Ủa gì trời, kỳ vậy? Khó ở, khó chịu quá ta. Rồi đời chủ thứ tư. Đời chủ thứ tư, người chồng thì ok, người vợ lúc nào cũng ghen tuông, lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng khó chịu. Vợ chồng đã xấu, đã lung, còn hung dữ. Thế là hai vợ chồng gáy lộn, chuẩn bị lý gì, tôi bực bội quá, tôi suy nghĩ. Ủa? Sao đó có cái hơi hướng, cái mùi giống tôi với ông vậy? Sao quen vậy ta? Ủa nói tôi phải không? Chính xác. Tôi xấu chỗ nào hả? Tôi xấu chỗ nào tôi giữ chỗ nào? Này, vừa phải thôi nhé, tôi chịu đựng hết nổi rồi. Nhìn kỹ đi. Ôi chú choa mà ơi, vợ người ta gì đâu mà hung dữ quá chừng luôn à. Ôi cặp mắt vướng vướng màu khỏi súng, miệng gầm gừ như nòng pháo chờ phun. Dù đâu có gầm gừ gào thét, hãy dâng tin vào trái tim anh. Im hết đi những lời thơ giả dối. Đừng tưởng rằng tuân khò dại luôn á. À, biết mần thơ. Cái gì? Cái mặt xấu như vậy mà biết mần thơ. Tao quà. Tao tạc một tạc là rắn mối lận lộn mới chứ. Trời ơi là trời, biết làm thơ sao biết. Tiếp đi. Tiếp gì? Không tiếp gì, nghe tiếp nè. Thơ với thẩn, cái thứ tầm bậy tầm phào, vừa đọc vừa viết ào ào như điên. Ha, của chị thì là tầm phào, nhưng mà của anh ngọt ngào thi ca. Hiểu Minh thì chỉ có nghe, Vân tuy là vợ nhưng là người dưng. Người dưng khác họ sao đem lòng nhớ thương. Cưới được rồi anh coi như con cá ướm. À, đúng rồi, còn tệ hơn con cá ướm nữa, con cá chết rồi. Im. Ý, thật ra em biết làm thơ nè. Đúng rồi, chị biết làm thơ nè cưng. Đúng rồi, em biết làm thơ rồi. Ý, thơ đâu có khó đâu mình, em biết làm thơ mà. Hay quá. Trời ơi. Em có thể thay thế làm thơ rồi đó. Nó nghe nè. Ôi, nhờ vậy mà cảm ơn em nha. Nhờ em mà chị biết làm thơ, mà chị hiểu được chị rằng là dữ quá cũng được phải không em? Đúng rồi, dư quả chồng chế. Đúng rồi. Hiền hiền một chút chồng mê đỉnh chiêu. Ủa rồi, em có chồng chưa? Em mô có chồng. Ủa em hiền mà sao chưa có chồng? Em hiền quá, thằng nào cũng chán em hết không ạ. Bởi vậy phụ nữ của mình phải là vừa dữ vừa hiền. Dạ. Ý được rồi anh ơi, em sẽ làm thơ cùng anh nha. Hay quá à. Mình cứ đi về đi. Rắn về. Mô về. Thì xong rồi đó về đi. Ủa kỳ vậy em? Nhờ em khai sáng được cho chị. Chị biết làm thơ nè, chị hiểu ra cái lý lẽ là phụ nữ phải như thế nào thế nào. Đúng rồi. Xong rồi, xong trách nhiệm mà về đi. Không không, em đến đây để xin làm ô xin, không phải đến đây để dạo huẩn. Đúng rồi em. Không có cần. Không có cần. Sao không cần? Đây nè, kể từ bữa nay chị sẽ làm thơ cùng chồng của chị. Chị làm thơ? Rồi ai làm ô xin? Chồng chị. Hả? Chồng chị làm ô xin. Về đi cưng. Vậy chứ em về, chị đuổi em về à? Ôi chú cho mà ơi, đồ vô hầu. Uổng công tôi đến nơi này để con quỷ sứ đuổi tôi đi về. Yeah.
Thì ra là em đi tuyển làm ô xin đó hả? Dạ đúng rồi. Trời, làm ô xin thôi mà sao ăn mặc đầu tư quá đáng vậy? Tại vì tác giả Dương Nguyên Cơ muốn em vậy cho nó ấn tượng. Nhưng mà công nhận nha, coi qua tiểu phẩm thì anh thấy là Lê Khánh của chúng ta cũng rất là thơ văn một bụng, đúng không quý vị? Vậy mà rớt đó anh. Thì đúng rồi, thơ dở quá rớt là đúng rồi. Ô anh kỳ cục quá, thơ ta hay muốn chết, rất là trí tuệ. Thôi khỏi đi, bây giờ tập trung vô làm công việc MC giùm tôi cái nè. Dạ được rồi. Ừ. Ủa anh, em nghe người ta nói là tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quốc gia, phải không anh? Chính xác. Chính xác. Anh ơi, anh dựa vào đâu mà anh dám khẳng định điều đó chứ? Anh không cần dựa vào đâu á, anh đứng thẳng, anh chứng minh cho em biết nè. Đó, mời em và tất cả quý vị cùng theo dõi nhạc cảnh Vợ Chồng Là Tuổi với hai nhạc phẩm Chờ Ngươi và Chút Kỷ Niệm Buồn của tác giả Khánh Băng và Tô Thanh Sơn, với phần biểu diễn của ca sĩ Quốc Đại và Phương Thanh cùng với sự minh họa của Dân Trang, Quỳnh Hương, bé Kim Thư, bé Gia Bảo, chắc chắn sẽ rất vui nhộn. Cô có sao không cô? Sao vậy? Tỉnh lại coi, sao vậy? Mệt quá. Sao? Mệt quá. Mệt hả? Để lấy nước cho uống, lấy nước cho uống. Uống đỡ nước mưa nha cô. Tao nói kể từ ngày lão phu quân ta qua đời, nhà cửa giờ xa xúc dữ lắm, không còn gì hết, chỉ còn nước mưa, uống đỡ nha. Gia nhân đâu? Qua đâu? Gia đình ra đây tiếp khách coi. Dạ. Gia nhân. Dạ. Thôi khỏi, con đỡ mệt rồi. Ý lộn. Tụi nó nghĩ gì hết trơn rồi, đâu có tiền đâu trả lương. Còn có mình ta thôi. Thôi thôi vô đây ta hỏi thăm chuyện này cái coi. Sao? Con ở nhà cổ ở đâu? Gia cảnh thế nào mà lưu lạc tới đây? Dạ. Con tên là Kim Mỹ Chanh. Đã nói nhà không có chanh, uống đỡ nước mưa đi. Dạ không phải, con tên Chanh, cha của con tên là Kim Mỹ Cam. Kim Mỹ Cam. Vậy có phải cháu nội con Cam bị bưởi không? Dạ, dạ. Trời đất ơi, như vậy là cha con là bạn nói khốn của lão phu quân nhà ta đi mà. Trời đất ơi, mày lớn vậy rồi đó ha. Dạ. Mà lâu quá không gặp cha con, ông khỏe không? Dạ, cha con đi buôn. Rồi nửa đường cha con bị cướp biển nó cướp hết trơn rồi hả? Cướp biển? Dạ. Ta nghe nói cướp biển mà nó bắt được người ta thì nó cướp sạch. Dạ. Rồi nó còn hãm hiếp nữa. Trời ơi, cha con già rồi mà tội nghiệp, già rồi mà còn bị hãm hiếp. Dạ không có hả? Vậy ông bị sao? Dạ ông gửi thơ về rồi đòi tiền chuộc. Rồi mẹ con tính sao? Nó đưa cho mẹ con xong mẹ con cầm đi luôn, mấy năm nay không có thấy về. Trời ơi, bi kịch quá. Trước khi đi, mẹ con có gửi cái này. Không biết có đòi nợ cũ không ta? Bác tự niên canh, chỉ phút giao hôn. Trời ơi, cao xanh ơi, sao mày chỉ quan nghiệt, chỉ vì lời hứa của hai ông bạn nhau mà đã làm cố ly đến đời em. Dạ. Trời ơi, ta nói nhậu thì nhậu đi, tự nhiên nhậu xong còn hứa chi cho giờ khổ vậy nè. Dạ sao? Ta nói thiệt vậy nè, hồi đó dạ, chồng ta với cha con ăn nhậu cao hứng rồi hứa với nhau, sau này nếu mà hai bên đều sanh con trai á, dạ, thì kết tình huynh đệ. Dạ. Còn nếu mỗi bên sanh trai, bên sanh gái thì kết nghĩa phu thê. Vậy bác sanh trai hay gái? Ta sanh trai. Ở con năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con 16 tuổi. Quan nghiệp. Dạ, quan nghiệp gì bác? 16 tuổi. Vậy con có chồng hả bác? Dạ. Được rồi, chờ chút đi. Tôi vô tôi bưng nó ra. Ê,
Chanh, chồng con đó. Dạ, con trai hay con gái hả? Ba là con trai biết mẹ. Thấy không? Con. Mẹ này là ai vậy mẹ? Người đây hả? Người này là vợ á. À, chị của con. Rồi lại đây, ta giới thiệu nghe. À nè, thôi lỡ rồi con. Bây giờ cái lời hứa xưa kia của hai ba gia đình á, tôi coi như là lễ nghĩa trí tính, mình không thể nào mà xóa bỏ được. Thôi con chịu khó đi, ở đây chăm sóc em phụ mẹ ha. Chừng nào mà nó lớn, nó trưởng thành đàng hoàng rồi mình làm đám cưới nha con. Nè, chăm sóc em phụ mẹ nha con. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy khó, em bên bờ sông ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lễ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng hẹn thế dưới anh chờ. Tình lỡ tình cô đơn gái ghê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô chiều chim én đưa tin con đò sang sông, ngồi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình gian dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ chờ. Dạ. Nghe mẹ dặn nè, đi lên kinh thành lo ăn học đàng hoàng, không có ham chơi nghe không? Dạ. Này nè, cái số bạc này nè, con vợ à, ông hãy chị con. Dạ. Mỗi tháng nó cho mẹ, mẹ không có xài, dành giùm để dành cho con ăn học nha. Con cảm ơn mẹ. Chuyến này con đi đó lâu lắm á, nên mẹ ở nhà mẹ giữ sức khỏe nha. Đi lâu mẹ nhớ lắm á trời ơi, con cưng của mẹ nhớ nha, con ăn học đàng hoàng nghe không? Dạ. À hai à. Chuẩn bị đồ chưa? Dạ. Đủ chưa? Chuẩn bị đồ em đủ chưa? Dạ đủ rồi mẹ. Rồi bây giờ hai vợ em không, hai chị em chia tay nhau đi nha. Dạ. Nhớ nghe, giữ bí mật để nó ăn học hành tài rồi mẹ làm đám cưới cho nghe. Dạ dạ. Hai chị em chia tay nha nha. Mẹ vô là luôn. Dạ. Mấy con gà. Nè, lên kinh thành nhớ ăn học cho đàng hoàng, đổ đạt cho cha mẹ mừng nữa không? Dạ, cảm ơn chị hai. Ở nhà có em, tôi, chị với mẹ chờ nghe. Dạ, chị hai yên tâm đi. Chị hai, dạ, giữ sức khỏe nghe. Em đi. Nhớ học giỏi nha. Dạ, em biết rồi. Nhà của anh. Đúng rồi. Trời ơi,
chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng em khó quên. Ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa. Đường xa chướng lối thưa chúng ta cùng đi chung dưới. Chia tay biết bao lần gió mưa trở lại, chỉ mình anh nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay buồn này anh đâu hay. Tình nồng lên men cay để em ôm ấp giấc mơ. Chị hai. Hả? Chị hai anh. Dạ chị hai. Không có ai gì hết. Xin là ai đây? À, người yêu em. Dạ em là người yêu ảnh. Không có yêu gì hết trơn á. Sao chị hai? Đi về đi, con đi về đi. Chị hai. Vô đây. Chị hai kỳ quá à. Về đi. Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa trở lại, chỉ mình em nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay buồn lỡ trách chi duyên tình giang dở đời người.
một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu chắc chờ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ người đến bao giờ? Nào ngờ tình yêu chắc chờ, tình đẹp là tình bơ vơ. Chờ người đến bao giờ? Chờ người đến bao giờ? Lê Khánh, dạ. Nó nghe là càng ngày anh phát hiện càng nhiều từ mới nha. Nè, anh nghe em tỏ là siêu xe nè, đó, siêu giàu nè, siêu mẫu nè, siêu mỏng nè. Nhưng mà dòm em hôm nay anh mới biết là em siêu bự đó. Em siêu giận, em đi về, mà em đi là em siêu nhanh đó nha. Ê, sao vậy, sao vậy, tại sao đi về? Tại vì anh là anh siêu sỉ nhục. Thôi được rồi, siêu ri em. Siêu ri là gì? Sorry đó, rất là rất xin lỗi đó, hiểu không? Đó. Tự nhiên á, nói ta vậy, ta giận đó nha. Không, không phải, tại vì anh đang nói cái siêu nè, tại nhìn qua em thấy anh bự con thì anh nói đại vậy thôi. Chứ thiệt ra anh đang muốn nói tới một cái từ mới bây giờ là siêu trộm. Siêu trộm hả? Em chỉ nghe từ ăn trộm thôi à, tại sao gọi là từ siêu trộm với anh? Ăn trộm là rất bình thường, còn bây giờ là siêu trộm. Để biết như thế nào là siêu trộm và tại sao gọi là siêu trộm, mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm mang tên Siêu Trộm của Nam Long để xem tên siêu trộm này hắn trộm siêu như thế nào. Và các nghệ sĩ Trung Dân, Phương Dung, La Thành và Hà Linh sẽ thể hiện tiểu phẩm này. Yes, go đi, yes, go đi. Dạ, người sao hôm nay vẫn que vậy ta? Chị đi qua ngoài gốc cây kia đứng rồi cho nó thoáng, dễ làm ăn hơn. Qua bên gốc cây làm ăn gì đó? Chị đang chờ khách phải không? Khách nào chờ? Đang đi chờ đi khách đúng không? Bên kia kìa, bên kia có người. Ý mày nói tao làm gái đó hả? Ờ. Mày giờ tao tư cách gì mày nói tao làm gái hả mày? Biết mày. Ủa? Không phải hả? Tao đứng không ác được không? Ủa nói vậy là người thường hả? Người thường. Mấy mua một con tờ giấy số ủng hộ con. Không có tiền mua, biết. Sợ trời. Sao không đi đi ba? Mày lại mày đứng trước mặt tao hoài vậy? Dòm gì hả? Nãy giờ dòm gì hả? Mày đuôi hả? Mày thấy tao dòm hả? Dòm nhà này hả? Chứ còn gì nữa? Làm gì? Hỏi chi vậy? Biết rồi. Vậy chị là thám tử phải không? Thám tử thường thôi. Trời ơi. Ủa gì chứ thám gì?
tao là thâm hiểm. Thám hiểm hả? Thám hiểm em biết. Thám hiểm nè, thám là do thám đúng không? Đúng. Hiểm là mấy cái chỗ hiểm đúng không? Do thám mấy cái chỗ hiểm đúng không? Trước khi tao do thám mấy chỗ hiểm căn nhà này, tao biết cái chỗ hiểm mày đâu, tao đánh mày liền. Mày điên hả? Mày ngu vừa phải thôi. Thám ở đây là do thám, còn hiểm đây là nguy hiểm. Tao nhìn cái căn nhà này để ra coi cái chỗ nào nguy hiểm hay là không nguy hiểm đó, biết chưa? Ngu. Ấy, chị Loan phải không? Còn thiếu phải chỉa mặt nha mày. Chị Loan phải không? Tao là Loan, tại sao mày biết tao? Em nè, Tèo nè, Tèo vé số nè. Tèo nào? Tèo vé số em anh Tý nè. Tao biết Tèo nào hết. Anh Tý bạn Tư Hô á. Tao biết Tư Hô tụi nào á. Tư Hô là em của Sáu Súng á. Tao biết Sáu Súng là thằng Sáu nào hết đó. Tư Đăng Cưa đó biết không? Tư Đăng Cưa tao biết. Nhưng mà tụi bay tao không biết, bây giờ mày đem kể nguyên cái dòng họ mày, tao chỉ biết có thằng Tư Đăng Cưa thôi. Hôm bữa em ngồi nhậu với chị chứ quên rồi. Tao nhậu với mày. Em ngồi nhậu với chị bên quán Ba Mập đó. Trời ơi, chị uống xỉn vô chị cắn em quá, chị cắn luôn. À, mày là thằng nhỏ bán vé số mà mày nhậu sai xỉn rồi mày cỡ đồ ra, tao thấy mày mặt trắng bóc, tao gọi tao cắn cái tay mày cái gì. Trời ơi, bà cắn quá, bữa đó bữa sau đi chích ngừa luôn á, thiệt. Mày làm cái tao có gì đó. Nè, vậy là tao với mày là bạn đồng nghĩa rồi không? Trời ơi, ông trời vòng vòng ha. Rảnh bữa nào đi nhậu với mày. Mày, ra ngoài. Thằng nào nè. Bây giờ chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau. Tao tâm sự mày một chuyện này rất là quan trọng. Trời ơi, em có tư cách tâm sự với chị luôn hả? Bây giờ mày muốn có tiền không? Trời, tiền ai không muốn. Hợp tác làm ăn với nhau đi, sẽ có tiền tao với mày chia đôi. Làm gì ngon lành dữ vậy? Ăn cơm hả? Cơm bà nội mày chứ cơm. Ăn gì? Gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm nè. Mày, ăn trộm nè. Mày muốn chết rồi hả? Điên hả? Chị... Mày la lên cho công an còng đầu táo mày hả? Trời ơi chị, trời ơi, chị nói cho em xanh mặt luôn á chị. Tôi đi làm nghề ăn trộm với chị. Chứ bây giờ làm nghề gì giờ? Cái gì? Ủa, hồi đợt em thấy chị đâu có tệ lậu gì đâu. Quay! Hey! Hey! Vé số của mày bỏ đi vậy hả? Hey! Hey! Mày... Em xin lỗi chị. Em nhìn chị em tưởng con ma mắt thăm. Con mắt của chị thấy ghê quá vậy chị. Mày thức 3 ngày 3 đêm mày canh cái nhà này đi. Rồi mày không ngủ thử coi mày có thăm quần như tao không. Ủa, chị canh cái nhà này là để chị hành nghề hả? Hành nghề ăn trộm. Tao canh rồi, chủ nhà này là đúng 3 giờ sáng mới về. Cho nên đúng 3 ngày 3 đêm cái giờ giấc vẫn y chang vậy. Tao quyết định ngày hôm nay tao đột nhập. Ủa chị, nhưng mà hồi lúc mà nhậu là em nghe nói là chị nhà chị giàu khá giả lắm, mà sao tự ra nông nổi này dữ vậy? Ở dưới lại nói nghe nha, cái này em đối với chân thành luôn nha. Nói đi. Ăn trộm đúng không? Thì người ta bận đồ đen đi, bận đồ tối đi, nhìn nó không có ra. Bận cái gì đâu ăn trộm, bận đồ sặc sỡ vậy? Bởi vì mày ngu lắm. Tâm lý người ta thường thường mà thấy ăn trộm á là ăn mặc gọi là giống như là gian vậy đó. Lúc nào cũng tối hù, lúc nào tối hù. Tao mặc đồ sang vậy nè, đố cha ai nói tao ăn trộm. Thậm chí nãy mày tưởng là làm gái nữa mà. Ờ đúng rồi. Ờ hồi nãy em tưởng chị là mấy con gơ. Mấy con gơ mà dạng như loại 2, loại 3, gơ sủ mà gơ dạc. Gơ dạc về mấy cái vùng quê á. Tao dạc chị... mỏ mày à, tao dạc mỏ mày à, nghe chưa? Không, chị có sao. Bây giờ vậy nè, ngoài cái nghề mà tao đi ăn trộm ra, giờ tao hết vốn rồi mà tao không biết nghề nào hết. Nếu mày giúp tao thì mày có tiền, mày không giúp tao thôi mày im lặng đi, mày để tao hành động. Bởi vì tao nói mày nghe, cái cuộc đời tao nó vô cùng bất hạnh. Ủa sao vậy chị? Mày muốn nghe cuộc đời của tao không? Không. Không thì thôi. Nói giỡn á, muốn nghe lắm. Kiếm chỗ đi, kể cái cuộc đời tao cho mày nghe. Cuộc đời của tao nó dài lắm mày ơi. Bây giờ kiếm chỗ nào để mình anh chị em mình ngồi tâm sự đi. Kiếm chỗ nào đây? Ờ ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ừ ngồi đây. Dạ. Nhổ ra được không? Nhổ, nhổ giùm tao, nhổ giùm tao. Nhổ, nhổ này, theo em là nhổ vậy nè. Chịu đau nha. Ừ. Chị mình đây. Mày hết chỗ rồi, mày lựa ngay cái cột như vậy mà biểu mình ngồi tâm sự đâu. Định ngồi ngay giữa đâu, không biết đâu, nó sọt tôi đau quá. Giờ tâm sự đi, nói nghe đi. Kể mày nghe. Ừ. Ngày xưa. À. Tao là một nữ tỷ phú. Nữ tỷ phú. Giàu có nhất vùng. Em nghe mấy anh nói hồi đó chị giàu lắm. Tiền xài như nước, buồn quá không biết làm gì. Đi qua Campuchia đánh bài. Trời ơi,
có điều kiện vậy ta? Tao qua bên Campuchia, tao mới vừa bước chân vô Campuchia, người ta coi tao như là nữ hoàng. Nữ hoàng? Nước dân tận hồng. Trời ơi, ăn dân tận hồng. Để tay ra một cái thôi là lao tay cho tao. Tao buồn buồn có người ru tao ngủ, tao nực có người quạt tao, tao muốn đi có người ẩm tao đi. Tao giống như một bà hoàng của nữ xứ Campuchia. Trời ơi chị, tả giống như là chị bị liệt rồi, mấy người ta lo cho chị vậy. Khùng quá, ý là tao giàu quá đó. Giàu quá. Tao cứ cầm tiền nó quăng, tao xẹt. Đến một ngày nọ tao cầm tiền nó xẹt. Tao không còn thấy cái gì, tao xẹt nữa. Thế là tao tuột hết. Tuột cái gì? Tuột vàng đi bán. Tao tuột vàng tao đi bán, thua quá mà. Càng đánh tao càng thua, rồi cuối cùng tao quyết định trở về Việt Nam. Tao bán hết tất cả tài sản, tao gom tiền, gom bạc, tao qua Campuchia. Tao làm một cú chót. Mày ơi, một cú chót. Em biết cú này chị thắng tại vì ông một trời. Một cú chót. Bất công dài hết. Một cái bạc. Ừ. Đi luôn. Ủa, cô chị không có hậu luôn hả chị? Thế là từ đó, tao trở thành trắng tay. Ngày hôm nay tao quyết định tao quất một cú ăn trộm để tao đổi đời mày à. Bây giờ mày có giúp tao không? Em nói thiệt với chị, ba mẹ em dạy ăn trộm là xấu, nhưng mà nghe cái câu chuyện này của chị, em thấy ông trời bất công quá. Tài mà làm cái gì mà chị phải phá sản hết đúng không? Tao đâu có giết người cướp của đúng đâu. Rồi, chỉ là mê cờ bạc thôi. Ừ. Em giúp chị. Mày giúp tao phải không? Em giúp chị. Được, bây giờ mình đi vô ăn trộm. Vô ăn trộm đúng không? Ờ. Chị cho em theo chị đi. Em muốn vô nhóm của chị. Chị đón nhận em. Dạ. Bắt đầu đi em. Rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà đâu? Nếu tao là chìa khóa, tao là chủ nhà rồi. Tao cần gì phải trèo vô. Chìa khóa nhà hả? Không có chìa khóa. Yên tâm. Một phút 30 giây. Chìa khóa nhà này nó đâu mày có? Hồi nãy chị nói chủ nhà ở mình đúng không? Đúng rồi. Người ta ở một mình, người ta làm biến đem cái chùm chìa khóa này theo lắm. Thứ nhất nó nặng. Ừ. Thứ hai lỡ để quên cái là ở ngoài đường luôn. Thường thường người ta giấu ngay mấy cái gốc cây nè, gốc cây bự nè, dưới đất nè, hành lang nè, hàng rào. Hôm bữa em ra với số em đi ngang qua thấy ông bỏ vậy nè. Mày thông minh quá, bây giờ đi vô nhà hốt hết tất cả cho tao. Hành động luôn đúng không? Action. Vô. Sao vậy? Sao nhà âm u quá, tao hù không thấy gì hết. Trời, bà rảnh quá luôn á. Tao nói thiệt mà. Gỡ mắt kiến ra. Đèn mắt kiến đèn hỏi sao nó không tối. Bây giờ tao thấy nó tối tối á. Trời ơi. Ê. Gì? Nhà rộng lớn quá, bây giờ mình phải chia nhau ra để mình hốt của thôi. Bây giờ tao ở đây, mày lục hết tất cả các phòng, có bao nhiêu cái mày đem ra hết cho tao. Lẹ lên. Rồi. Nhà rộng quá. Hốt được rồi mày ơi. Vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi. Vô mánh chị ơi. Bởi vì tao nói với mày giàu lắm mà. Trời ơi chị ơi. Nè. Nè. Trời ơi. Vàng. Đấy nè, đấy có vàng luôn. Vàng. Cái rổ màu vàng nè. Không sợ. Không có. Đây nè, có giá hủ tiếu nữa. Đó. Chị em mình lên hương rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Lấy lẹ lên. Đây nè chị ơi. Không phải lên hương chứ là cái gì. Ngon lành ghê. Đây. Không. Vàng không sợ kìa. Từ, có hết. Ê. Nè. Còn nữa không? Con, trời ơi sao không còn. Quá trời quá. Của cải. Của cải kìa. Hết. Một thùng luôn á. Ngon lành chưa? Mày đi vô trong mày lục một thùng nồi niêu xôm chảo ra. Mày đổ trên đầu tao, mày đổ xuống như vậy nè. Mày để mục đích mày làm cái gì hả? Làm cái gì? Về mở tiệm ăn, nấu cơm sườn, bán hủ tiếu rồi. Tiền đâu mà mở tiệm ăn? Đánh bài, có bộ bài hôm nay nè. Mày điên hả? Sạc gì bài bạc mà. Rồi bây giờ mày đĩa tao đánh bài nữa hả? Nói chuyện hả? Mày lại cái gì hả?
tao biểu mày đi vô trong mấy cái phòng đó, mày lục mấy cái tủ ra. Mày không lục cái tủ ra mà tại sao mày xuống dưới nhà bếp mày lục nồi niêu xoong chảo làm cái gì? Chị em nói chị nghe nè, em kiếm hết rồi, có cái gì ra là em lấy hết. Chứ em đâu có biết cái gì đâu chị. Mày lục hết tất cả cái phòng chưa? Em lục hết rồi, không có đúng một cái nhiêu đây đồ thôi hả? Không có củ cải vàng bạc một đồng bạc ở trong đó hả? Không có. Không có củ quý gì luôn? Không có. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Ê, chẳng lẽ bây giờ giang hồ đồn là đồn đúng sao ta? Giang hồ đồn cái gì? Giang hồ nói ta không tin mà bây giờ ta tin rồi nè. Đồn cái gì? Giang hồ nói là ngoại thất thì già hoành tráng, mà nội thất thì nghèo choáng váng. Trời ơi, thiệt cái hả? Thiệt luôn. Chà, sao kỳ vậy ta? Vậy giờ sao chị, tính sao? Giờ tính sao giờ? Bây giờ ráng. Có tiếng động. Chị ơi, chị ơi. Ơi. Em nói thiệt chị, bây giờ sao chị? Gặp cái chủ nhà vậy phải không? Kịp. Bây giờ tao nói mày. Mày bình tĩnh lại. Bình tĩnh đi. Bà bình tĩnh giùm tôi đi. Bà bình tĩnh đi. Bà bình tĩnh đi. Tôi lại bà bình tĩnh giùm tôi đi. Bà. Chết thì sao mà lại như vậy? Chị ơi, chị đừng có giết em chị. Em là đồng minh của chị mà. Chị đừng có tự tử, có gì mình năn nỉ người ta cho mình về được mà chị. Tao nói mày nghe, đi rồi đi. Hồi nãy mình vô cửa nào giờ mình ra cửa đó, đi lẹ lên. Cửa hồi nãy bây giờ chủ nhà vô rồi, bây giờ sao mà ra? Đi vô cửa sao? Chở hoài em rồi gì biết cửa sao? Vậy bây giờ sao giờ? Bây giờ kiểu cách nào đi trốn hay là cái gì đi? Đi. Nhào vô đi. Chị chở hoài. Anh chở chị ơi. Ê. Sao bình thường chứ chị? Á sơn. Nói cho người ta hiểu với. Ừ, tao lặng cướp. Mày nhúc nhích là tao giết mày chết. Ừ. Nói. Dịch lại. Ừ. Ê, tụi tôi là, tụi con là ăn cướp. Bây giờ chú không có tiền cho tụi tao thì tụi tao giết chú á. Ừ. Chị là ăn cướp hả? Ăn cướp. Trước khi mà chị muốn đâm tôi thì tôi chỉ chị. Tao đâm thiệt à? Chị đâm chỗ nào? Tao. Chị đâm chỗ này hả? Đây hả? Đâm đây cơ không à, không có máu nhiều. Trời ơi. Chúng ta nè, tim nè. Đâm vô đây một cái là tim ngừng đập và máu sẽ tuôn ra. Nhưng mà chỗ này tim nhưng mà máu nó cũng ít. Đâm chỗ này nè, ngay cái mạch máu lớn nè. Đâm vô một cái ha, xịt ra như cái vòi rồng luôn. Đâm vô. Mày khùng hả? Tôi không có khùng. Mày điên hả? Tôi không có điên. Mày không điên sao mắc ký của tao? Tôi không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Giết tôi đi. Trời ơi. Giết tôi đi. Đâm tôi đi. Nếu các người không giết tôi sẽ tự giận. Ê, đừng. Tao sẽ tự giận. Tôi lấy cái này tôi sẽ đâm cho trong người tôi. Không. Giết tôi đi. Không. Giết tôi tao đi. Giết tôi đi. Tôi lại chị. Giết tôi đi. Chết cha rồi sao đây mày? Bây giờ mình chỉ có hai phương án, một là giết ông thiệt, hai là chị em mình chạy thôi chị. Tôi là một kẻ phá sản. Hả? Tôi đánh bài đánh bạc. Hả? Tôi thua hết tài sản trong nhà tôi. Trời ơi. Cha mẹ tôi dứt tôi ra đường. Tôi sống như một con chó ghẻ. Giết tôi đây. Giết tôi đây. Tao là đồng nghiệp của mày nè. Tao là một nữ tỷ phú. Tao đánh bài, tao phá sản. Bây giờ tao không còn đồng bạc nào hết. Tao và mày là đồng nghiệp, cho nên mày đừng chết. Đứng lên, nào. Chúng ta cùng nhau dìu nhau. Đồng nghiệp. Mày cũng đánh bài, mày trời, phá sản. Như vậy là Ngưu Lang chức nữ đã gặp nhau. Một cặp tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Giờ ta chăn con chi, tay chăn tay mà tô. Đời bạc gian sao lắm phú phàng. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy ân xá hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi đến thân ta giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu có chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn.
Mẹ đi. Trời đất ơi ông nội, làm nãy giờ Minh Họa mệt chết luôn á. Mày làm gì vậy hả? Mày làm gì tự nhiên mày hát như vậy? Tụi tụi tao Minh Họa vậy? Không có đâu, tại thế vô hoàn cảnh câu chuyện quá con mới em mới hát chứ bộ. Thì tụi tao là đồng nghiệp với nhau mà. Thôi mệt quá, đi mở đi. Ê hả? Nghe nè. Cái gì? Đồng nghiệp. Khoan khoan khoan, để bắt ông này vô cái đã. Vô đây ngồi. Tại sao mà mày thuộc bài đó? Ờ. Ai cũng có nỗi buồn mà. Chú có nỗi buồn của chú đúng không? Đúng rồi. Chị có nỗi buồn của chị. Đúng rồi. Em có nỗi đau của em. Mày đau làm sao? Cuộc sống em nó không có gì gọi là khó khăn. Nó không có gì gọi là cú sốc của con cuộc đời hết. 5 năm tuổi lúc còn nhỏ là mẹ em theo trai. Trời ơi. 6 tuổi thì ba em lấy vợ bé. Họ con như một cái bánh. Đá qua đá lại. Em phải lăn lộn ra đường kiếm cơm. Anh chị có hiểu không? Anh chị có ai thông cảm được cho em không? I see. Anh không bao giờ thông cảm được cho em. I know. Anh không phải như em đâu, anh hiểu. I know. Chị có hiểu được cho em không? Nỗi đau này ai hiểu được cho tôi? I think so. Nói thật chứ chú đâu muốn cái cuộc sống mà nó khổ sở như vậy. Em không sống ba mẹ nữa. Yeah. Em lăn lộn ra đường. Oh. Em gia nhập vào liên minh quyền thoại. Là một ngày anh biết em bán giấy số bao nhiêu là em đưa cho liên minh hết. Mười thằng liên minh nào khốn nạn ác bắt mày đưa tiền đó vậy. Game điện tử. Em chơi suốt chị. Tức cái là em còn bị hack nữa. Chị cũng là cuộc đời. Chị thấy cuộc đời em nó bất công với em chưa? Nó chơi game không mà nó cuộc đời bất công với nó. Thôi chuyện mày cũng buồn cỡ như chuyện tao. Cũng từ bài bạc mà ra. Anh cũng vậy phải không? Nhà cửa vậy rồi tan quan hết gì bài bạc phải không? Nãy vô anh trộm đâu có đồng bạc nào trong nhà của anh đâu. Sao còn cái nhà anh không bán đi để trả nợ cho người ta? Tôi không thể nào bán được. Phải sao bán vậy? Được thôi, bộ cái nhà anh cầm rồi hả? Anh cầm rồi anh chuột ra bán cũng được vậy. Ừ. Tôi không cầm. Không cầm thì bán đi. Ừ. Tôi không bán được. Tại sao không bán? Trời. Bạn ơi. Ôi trời ơi, bạn ơi. Đúng nghe rồi. Nghe. Tôi xin nói sự thật. Nói đi. Tôi cũng là ăn trộm. Về được chưa? Mình về đi. Tụi mình về đi uống ra ngoài uống nước mía rồi nói chuyện chơi chứ. Vô nhà ta ba đứa ăn trộm ngồi nói chuyện tào lao. Đi. Về. Chà, có người đột nhập vô cái nhà này. Bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. 2, 3. Thôi không, nó là ai? Nó là ai? Tao ăn trộm, tao ăn trộm. Đè xuống. Đã nói từ từ. Có đâm thì đâm ngay đây nè. Đâm chỗ khác má công tôi dậy tôi mệt đó. Đâm đây chết liền. Đâm đây máu phun ra cái dồi. Ừ. Dính hết đôi mặt bà. Ồ. Ê cái câu này nghe quen quen nha. Quen dữ ta. Tôi hiểu chiến hữu là ai rồi. Nhìn mặt là tôi biết đã thất bại trong cuộc đời. Vì sao thất bại? Vì sao? Vì cờ bạc. Hả? Đánh đề. Hả? Đua chó. Hả? Đá gà. Hả? Đá cá. Hả? Trời châu. Tại sao mấy người coi thường tôi quá vậy? Định kể từng tội của tôi ra. Tất cả những cái gì mấy người vừa kể tôi đều chơi hết rồi. Trời ơi, ơi. Cả nội là sư tổ tụi mình rồi. Nhưng mà nó chưa đủ cho nên ngày hôm nay tôi phải đi đến đây, tôi muốn tự sát. Thôi đừng có tự sát. Căn nhà này bây giờ không còn cái gì mà có giá trị hết. Đúng rồi. Nó chỉ còn có 4 bức tường. Chẳng lẽ đập ra lấy xà bằng để mà bán hả? Đúng vậy. Bây giờ vậy, đi theo tụi tôi. Ừ. Tìm đối tác khác. Mình chui vô, mình phối hợp để mình kiếm được con mồi ngon lành. Lúc đó mình chia tiền, mình tha hồ, mình sống món với lại cái sở thích của mình. Đây, thôi đi. Nãy giờ các người tưởng tôi là ai? Ăn trộm. Không, tôi không phải là ăn trộm. Chứ là gì? Tôi là chủ nhà. Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình này quý vị sẽ có những trận cười thoải mái thả ga để có một tinh thần luôn luôn sảng khoái để chúng ta có một sức khỏe thật tốt quý vị nhé. Mặc dù là cười thả ga nhưng quý vị nhớ kéo thắng lại cho chắc ăn để nhớ giờ phát sóng của chương trình chúng tôi 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Lê Khánh và Đình Toàn xin được chia tay quý vị trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.